Xin chào anh em mình nha. Sáng hôm nay toàn xin phép cho lưu cho anh em mình một cái lô sam hương hàng chân rễ nha anh em ha. Này là chân rễ siêu mini, có nghĩa là đế toàn đã trồng vào nó cao hai một cái bồ cao 27 cm như thế này nè. Đó, bộ tán thì nó dày. Đó, đã tạo tác nha. Nếu anh em mình nhổ lên là sẽ có đế nha. Có đế nha, về và chi cành anh em mình về làm tay cũng rất là dễ luôn. Tại vì toàn đã xử lý lúc ban đầu rồi. Đó, cành 1, cành 2, cành phong nè. Anh em mình về là đưa kẽm nè. Anh em mình dựng ngọn lên. Không, anh em mình cắt cái bộ tàn, cắt cho nó tròn lùm lại như thế này là anh em mình có cây siêu mini. Siêu mini anh em mình ép chậu được rồi nha. Còn những cái cành này thì anh em mình cắt có thể dăm lại. Đó, cành nó già rồi nè. Dăm thoải mái nè, không? Cây này, anh em mình nhìn cây này, bộ đế nha. Và cái chậu này 27 cm. Nếu anh em mình rã cái bầu này ra, anh em mình sẽ thấy cái bộ đế của nó sẽ rất là dài. Đó, thì toàn sẽ rã mẫu cho cây này cho anh em mình xem luôn nha. Đó, rã mẫu cây này, đó, rễ phía dưới này anh em thấy không? Toàn ngã bầu là rễ phía dưới này còn rất là nhiều luôn nha. Đó, phần rễ sam hương nó rất là mạnh, cái dòng sam hương này nó rất là mạnh nha. Anh em lưu ý đây là sam hương Đài Loan nha. Nó rất là mạnh nha. Đó, toàn cắt rễ ra nè. Đó, bỏ những phần rễ này đi. Rồi, toàn rã trực tiếp tại chỗ cho anh em mình xem cái cây này luôn nha. Cho anh em mình xem luôn. Anh em mình chốt nó dễ. Đỡ thắc mắc nha anh em ha. Vừa quay một tay vừa ấy anh em thông cảm nha. Đó, sau khi toàn rã ra như thế này. Đó, thì anh em mình sẽ coi nè. Đó, bộ rễ nó đây, bộ đế nó đây. Anh em mình nhìn thấy không? Rất là ok nha. Vì anh em mình ôm đá cũng được nè, cho ôm đá cũng được nè. Đó, làm cây trực lát chắn bài này, cái này cũng được luôn nè. Không thấy, anh em mình thấy chi cành và bộ rễ nó không? Đó, không? Bộ rễ dài nè, từ đây thì anh em mình nè. Đó, 20 cm nè. Còn phần dưới nha, toàn chỉ đo khúc đây thôi. Thì cho là 20 cm thôi nha anh em. Đó, một gang tay toàn bộ rễ này. Về cho ôm đá thoải mái luôn. Ok chưa? Thì kích thước cái này dạng cây siêu mini thì nó to hơn cái to hơn chiếc đũa xíu, nhỏ hơn ngón tay út xíu này. Em thấy không? Đó, toàn bộ các cây đều nó sẽ như thế này. Đây là lá toàn đã riết được một lần hai lần rồi. Anh em riết nữa thì nó nhỏ như lá sam thì rất là đẹp nha. Đó. Đây là một cây nha. Rồi, toàn sẽ quay cả vườn này. Anh em mình sẽ nhìn được tất cả các cây này sẽ giống như nhau. Ở đây toàn có một lô tầm khoảng 30 cây nha anh em. Lô này tầm 30 đến 50 cây. Toàn đã trồng xuống được toàn cắt giật miết thì cây này tầm khoảng được gần 1 năm nha anh em. Nên là cái da của nó nhìn nó già này, chứ không phải nó non cây đâu nha. Đã ép. Bình thường nếu mà nó non cây thì cái lá nó to lắm nha. Lá nó to, còn đây anh toàn ép nó 2-3 lần rồi. Lá nó nhỏ này nha. Đấy nha anh em, trồng bằng bộ 27 cm như thế này. Đó, thì toàn sẽ quay tất cả các cây còn lại cho anh em mình xem để anh em mình chốt nha. Rồi, cây số 2 này. Đó, bộ rễ đẹp kia chưa? Ha anh em tha. Ha. Bộ tàn nó này. Dày chưa? Đó, rất là dễ ok, về tạo tác cũng ok nha. Bộ nó dài 27 cm như này anh em mình tạo cũng ok luôn nha. Đó. Hai cây này. Ba cây này, đó, bộ tàn anh em thấy bộ tàn chưa? Ừ, thân cây này. Đó. Toàn bộ đều có đế hết chứ này anh em yên tâm nha, đế rất là dài luôn nha, 27 cm này. Đó. Nhổ phát là rễ phía dưới này, đó, cứng ngắc không? Đó. Anh em nào lấy thì chốt cái toàn sẽ lấy lên luôn, chứ không lấy một lần này coi nó sẽ mất công coi nãy nha. Khi nào anh em nào chốt á, chuyển tiền á thì toàn sẽ gửi, toàn nhổ luôn một lần và toàn sẽ bó, toàn gói gọn cho anh em mình bao chết cho anh em, nói chung là bao sống á. Về anh em mà có cái gì thì toàn đổ cho anh em cái khác vậy thôi, không có sợ gì cả, toàn là nhà vườn toàn cam kết nha. Đó, tất cả các cây đều ok như thế này. Đây nha anh em, nhổ ra anh em mình nhổ cái cỏ này xưa anh em mình sẽ thấy, tức là toàn đã cắt giật tay rất là nhiều lần rồi và toàn đã lên đế một lần rồi. Đó, đế nó này, em thấy đế không? Không. Đó, chỉ cần nó này, về chỉ cần bấm tròn nó ra này, lá riết nhỏ này, thấy chưa? Đó, về ok là vô khuôn khổ mình chơi luôn, ép chậu chơi, còn cành dăm lại, mua một lô là chơi mãi mãi, không phải mua lần hai nha. Đó. Rất là ok nha anh em. Đó, này đổ có đổ luôn nè. Đó, cái bộ rễ này còn trồng sát chậu để làm đổ nè, nó quằn quẹo rớt xuống nè, anh em thấy chưa? Đó, quằn quẹo bộ rễ rớt xuống nè. Đó, nó nghe toàn cắt giật, toàn đưa tay, toàn phá 2-3 lần, 4-5 lần rồi. Đó.
Đây, đế đây, đế đây anh em mình làm đổ cũng được luôn nè. Đó, có đế có rễ như thế này nha. Đó, anh em mình nhổ lên thì nó cao tới 27 cm nha. Đó, khi mà nó còn tược non lá nó to như thế này. Riết nhỏ này, riết mấy lần rồi ngay gốc nó sẽ nhỏ lá này. Nha. Còn có một lô như vậy. Tầm khoảng 30 cây, 40 cây. Anh em nào chốt hết thì inbox toàn nha. Đấy. Bộ tàng dữ tợn cho anh em nha. Cây rất là ok luôn. Đấy. Đây là chưa kéo đế lên này. Nếu mà kéo đế lên là y bài luôn. Đế ghê lắm nha anh em. Đó, anh em nhìn đế này. Đế à, đẹp đẹp nha. Bộ tàng ở trên này, thấy chưa? Đó. Đa phần các cây đều như vậy hết nha. Anh em nhìn nè, thấy chưa? Bộ tàng ở trên này. Đế rễ ok hết nha, không? Cây già to nha. Yên tâm nha. Đó, bộ tàng này, nhìn nè. Về là đó, cây này lắc đẹp nè. Đã xử lý một lần hai lần rồi anh em mình về về chơi thôi. Về anh em mình cắt tròn tán chơi cũng được. Ôm đá, ép đá gì đã tiền anh em mình ha. Đó, bộ tàng cho. Đó. Cho anh em ha. Rất là ok nha. Đó, mua lô này bao đẹp cho anh em mình luôn. Về chơi cũng chả sợ gì hết. Đó, anh em thấy không? Đó, toàn đếm thử là bao nhiêu cây nha. 1 cây này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Đó, cây rất là ok nha anh em. Đế rễ rồi rất ok luôn. Bộ đế này chắc nịch ha. Anh em thấy bộ đế chưa? Đó. Đếm sơ sơ là tầm 30 cây anh em. Nếu giờ đếm kỹ chắc cũng tầm 40-50 cây. Anh em nhìn cái bộ tàng nó này. Rễ hai đó. Đó, bộ đế đẹp đẹp anh em thấy chưa? Chỉ cần nó đi cành xương lên này anh em thấy đẻ chưa? Đó, cái này mà giờ toàn ép chậu toàn bán thì cũng rất là ok đó. Toàn bán ít gì toàn ép chậu toàn bán 150 cây vẫn ok nha anh em. Cho ôm đá cho ôm nhít gì vẫn ok luôn. Đó, siêu mini thì bao đẹp luôn. Làm sao? Rất ok nha. Vừa mua về có thể ép đá, ôm đá hoặc là bấm giật đi tay liền luôn được luôn. Tại vì cái tay cành nó già này. Thôi anh em thấy không? Tay cành nó già này. Đế rồi nó cũng ok rồi. Rễ nó cũng dài. Để mình xử lý nó dễ. Đó. Đó. Bộ tàng thấy chưa? Anh em thấy chưa? Anh em này ôm cái lô này thì có giá rẻ nha. Ôm hết, ưu tiên cho những anh em ôm hết lô. Còn mua lẻ thì từ 5 đến 10 cây thì anh em inbox riêng nha. Đó, 5 đến 10 cây thì inbox riêng toàn nha. Rất là ok nha, những cái cây này bộ đế bộ rễ rất là ok luôn. Lô này toàn xếp đế 3-4 lần rồi nha anh em. Nay thì trồng vào chậu cao là để cho rễ nó dài, ví dụ như anh em mình không có cho mình có thể xử lý được hết tất cả các tình huống luôn. Ví dụ như cây đây đúng không, này mình xử lý được tất cả tình huống. Anh em mình chơi cái cây dáng trực mà rễ ngắn thì anh em mình có thể cắt ngắn, anh em mình ép chậu luôn. Đó, còn không thì anh em mình cho ôm một đá sát tới đây. Sát tới đây thì anh em mình có cây dáng trực như thế. Rất hay, còn anh em thích chơi đổ thì nghiêng xuống dài, đổ. Đổ nè, không? Cho ôm đá đổ xuống để rễ nó dài anh em mình dễ xử lý nè. Nha, có cắt ngắn thì cũng chừa lại được rễ cám. Anh em mình bỏ vào bị anh em mình ủ thì không bao giờ sợ chết. Đó, dạng như thế này. Dạng này anh em nào mua lẻ inbox toàn nha. Đó. Còn mua sỉ thì inbox cũng inbox toàn luôn. Số điện thoại và số Zalo toàn có để trên tiêu đề trong mô tả nha. Anh em mình kết bạn đăng ký cho toàn lượt sub lượt chia sẻ nha. Thì anh em mình sẽ thấy được những cái bài đăng hàng ngày của toàn.
đó, anh em mình inbox qua YouTube thì anh em mình có những cái giá nó sẽ ok hơn, hữu nghị hơn. Hoặc là anh em mình inbox qua bên TikTok nha anh em ha. Rồi, Toàn xin xếp xuống video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình ngày mới tất cả niềm vui sức khỏe nha. Anh em nào chốt thì nhanh gọn nha. Inbox Toàn sẽ đóng gói ship cho anh em mình luôn. Đó, kịp Tết cho anh em mình nghỉ dưỡng, ở Tết anh em mình làm cho thay hồ, làm cho thoải mái, hoặc anh em mình làm. Anh em nào nhà vườn lấy về anh em mình làm để bán Tết nha. Rồi, Toàn xin phép xuống đâu. Chào tạm biệt cả nhà mình.